Chào anh em nhé, tôi vừa lên chậu cho một cái củ nộp vừng bonsai này. Cái chậu này chậu tạm thôi, mình vào để mình làm rễ cho nó thôi. Khi mình vô chậu ấy, mình mới thay thay chậu cho lên chậu cho cái cây cây ấy thì mình cắt bớt lá đi anh em ạ, nó bớt hút nước của thân này. Nộp vừng thì nhanh lắm, mình để vào chỗ mát này vài bữa thì nó lên lọc mới thôi. Do nó mới bị động rễ đấy, cắt bớt hết lá đi, vài bữa là nó đã lọc mới này. Mình có cái vải á, anh em có cái vải mình che nó lên cái gốc của nó thế này này, vài gì cũng được, để vài bữa để cái bộ rễ nó hồi phục trở lại rồi mình tháo cái rễ ra giữ ẩm cho nó. Này là xuống 100%, bữa tôi ươm dưới đất mà giờ tôi mới nhổ lên. Đấy, cái hành trình mà tôi đi đào được vùng bonsai đấy, cái loạt này giờ là sắp chơi được rồi đấy. Đoạn này thì khoảng vài tháng nữa là chơi được. Loại này thì không cần phải uốn đâu, cứ nó ra thì mình bấm cắt giật làm cái củ chơi cho vui, rất đẹp. Nộp vừng nó dễ sống lắm, tạm biệt anh em nhé.